Chào tất cả mọi người. Tôi là một người dân lao động bằng chân tay. Giờ hiện tại người dân làm lao động gặp rất nhiều khó khăn. Xăng lên giá, dầu lên giá, xăng bữa nay là giá xăng bữa nay 30.000, dầu bữa nay lên giá 27.000. Còn mấy trăm đồng là mình không tính toán, không nói. Hôm qua tôi đi cải cho người dân ở tại Krông Ba là tính bằng hectare theo của người dân ở đây là được 3 hect. Nhưng mà ở đây mình vẫn lấy bình thường một hect là 1 triệu. Thì là 3 hect được 3 triệu. Mà nếu mà tính ra dầu nó lên 27.000, tính ra đường lời không có. Nhưng mà theo mình nghĩ là do người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề tài chính. Mì thì hạn hán. Các bạn coi này, ở dưới này là không có mưa, mà là kẹp hạn hán là kéo dài 2 năm nay rồi. Giờ cũng chả biết nói như thế nào để dân được sống nữa. Vậy là mì thì đến lúc thu hoạch thì mì là 1 ký có 1.900, tin ra đường lời lại cũng không có. Âm nợ tiền phân, rồi là tiền thuốc, rồi là đủ thứ. Giờ các bạn nhìn thấy rất là đất thì thiệt khô luôn, nhưng mà cũng không biết đường gì làm. Giờ mùa thì đã hết mùa rồi, giờ là thời gian trồng thì nó cũng, nói chung thì nó cũng là hết thời gian trồng rồi. Nếu mà tháng 4 thì mình cũng có mưa rồi là cũng trồng rồi. Bây giờ là lên tháng 5 rồi cũng chưa có mưa, đất thiệt khô luôn đây này. Đấy, nhìn người dân đang đi hàng mì, chạy hàng mì kìa. Chạ hàng mì cũng thấy bụi quá trời luôn. Thế tôi sống ở dưới đây thì tôi thấy rất tội cho bà con chúng tôi, không biết làm được cái gì. Càng thấy càng ngày càng đi xuống, không phải càng ngày càng đi lên. Lúa thì vườn y như cũ, một ký có 6.000. Giờ mì cũng y như cũ, 1 ký có 1.900, không có đo bột biết gì hết. Giờ cũng không thấy ai là quan tâm ở dưới đây. Cũng nhiều cái khu vực khác cũng như khu vực này, không thấy một cái bụi mì mà đã mọc, không thấy luôn. Đây này, cây mì. Giờ thấy chia sẻ, tôi thấy cảm thấy rất buồn bã cho người nông dân ở dưới đây mà làm càng ngày thấy càng đi xuống, không thấy kinh tế này không thấy phát triển được. Mà tiền phân đi lên, tiền xăng đi lên, rồi tiền dầu đi lên, rồi là tiền thuốc đi lên, tiền gạo đi lên, mà thậm chí lúa không có đi lên. Tôi đích thân tôi làm lúa, nhưng mà bán lúa thì có được 1 ký ở dưới đây thì có 6.000, mà tính ra đi mua gạo thì một bao có 50 ký, lúa thì gạo thì cứng luôn mà 800.000 một bao. Các bạn thấy công bằng chỗ nào? Mà thiệt ra thì cũng chả ai quan tâm, cũng chả ai mà nói năng là cái này chưa được là cái kia chưa được. Cũng chưa thấy ai mà đích thân vào để kiểm tra những cái mặt hàng, hoặc là cái gọi là nông sản người dân làm như thế nào. Rồi là đây này, đây là đám đất tôi thuê năm nay mà không thấy bụi mì nào luôn. Đấy, giờ năm nay hai năm vừa rồi dân cũng thấy khổ rồi, bây giờ tiếp tục năm thứ ba nữa.
chắc chết đói thiệt. Nhìn dưới đây là xung quanh dưới đây là không có thấy mì nào mà mọc. Các bạn cứ coi kỹ rồi, không có thấy màu xanh của mì gì hết nữa. Thiệt tình buồn bã đấy các bạn ạ. Các em ở đâu thì không biết, nhưng ở dưới đây thì thấy rất buồn bã. Chia sẻ thực tình luôn. Bạn nghĩ sao giờ tôi làm mì là tôi làm nó chung tầm tám hết mà không thấy bụi cây mì nào hết. Hôm qua tôi cài ở dưới đây mua tiền dầu 1 triệu bạc, giờ mua 1 triệu tiền dầu cài được có 3 hết thì 2 triệu lấy tiền hư hao của xe cài nữa cũng chưa có tính. Nhưng tôi thấy rất thương dươn ở đây. Dươn chúng tôi thấy càng ngày càng đi xuống, mất tự tin quá. Giờ không có mưa vẫn bắt buộc phải trồng. Giờ tới mùa dưa vụ rồi nên bắt buộc cũng phải trồng. Trồng để hưởng ứng mưa, nếu mà có mưa thì nó được hưởng ứng, mà còn nếu mà không có mưa thì chờ mà chết thôi. Tiền vốn, tiền công, rồi là tiền giống, tiền cài, tiền thuốc rất là nhiều ở dưới đây. Mà chưa tính kể cả với lại tiền thuê đất nữa. Ai có đất là cần đỡ, mà người nào mà không có đất như tôi á, toàn thuê hay không à. Các bạn nhìn mấy trăm hecta ở dưới này đều không có mì. Đã trồng xong là chưa có thấy mì, không thấy mì lên luôn. Đây này, đấy cây mì này. Giờ thế này bạn nghĩ là tôi chia sẻ thật lòng với tất cả các cái vị anh em ở xa gần có giống như hoàn cảnh ở dưới mình hay không. Mình ở Krông Pa, Gia Lai, thật khô luôn các bạn. Cài nhìn trắng bóc, không có hạt mưa nào hết. Với lại rất nhiều cái thứ mà muốn nói nhưng mà đều không nói ra được, nói không hết. Rất là nhiều cảm xúc trong đấy. Đều thì có 20.000. Giờ sang với dầu lên cao quá trừng trời.